Theo thống kê của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh sau 2 tháng triển khai xử lý vi phạm theo luật phòng chống tác hại của rượu bia và nghị định 100 về xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, toàn tỉnh đã phát hiện xử lý trên 300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền trên 1,3 tỷ đồng. Riêng trong tháng 2, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã phát hiện và xử lý 441 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ, phạt tiền gần 800 triệu đồng giữ 10 phương tiện, tước 56 giấy phép lái xe các loại. Đối với xe quá tải, đã phát hiện và lập biên bản xử lý 6 trường hợp với số tiền trên 250 triệu đồng. Riêng đối với xử lý nồng độ cồn, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã phát hiện và xử lý 10 trường hợp vi phạm với số tiền trên 86 triệu đồng. Đáng chú ý, trong đó có một trường hợp vi phạm nồng độ cồn vượt trên 0,4mg trên 1 lít khí thở, phạt tiền 35 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng. Tính từ thời điểm nghị quyết 100 có hiệu lực, đây là trường hợp thứ tư trên địa bàn tỉnh bị phạt với số tiền 35 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 23 tháng.